Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sau 6 tháng ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong chính thức quay lại với tình cũ Jenny. Mới đây, trên mạng lan truyền tin đồn, Phùng Thiệu Phong đã mở một bữa tiệc độc thân hoành tráng sau khi chính thức ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh vào cuối tháng 4 vừa rồi. Không chỉ vậy, người tung ra tin đồn này còn khẳng định tài tử cung tọa Tâm Ngọc đã mời cả bạn gái cũ đến bữa tiệc độc thân này, khiến cư dân mạng nhớ ngay đến Jenny. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ liệu có phải Phùng Thiệu Phong muốn quay lại với Jenny sau 6 năm chia tay hay không. Tuy nhiên, nhiều người lại bày tỏ mong muốn cặp đôi này tái hợp, bởi nhìn cách Phùng Thiệu Phong vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới nhanh như vậy, thì dường như anh vốn chẳng yêu Triệu Lệ Dĩnh, vì thế càng không xứng với Jenny. Phùng Thiệu Phong và Jenny hẹn hò từ năm 2012, dù cách biệt 10 tuổi, nhưng cặp đôi này từng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. Nhưng đến năm 2015, cả hai tuyên bố đã chia tay. Khi đó có rất nhiều tin đồn về việc Phùng Thiệu Phong ngoại tình với mỹ nhân Lâm Doãn. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn giữ im lặng. Sau 3 năm chia tay Jenny thì Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Sự việc này đã từng gây chấn động cả showbiz hoa ngữ cả một khoảng thời gian dài. Đáng tiếc là sau gần 3 năm bên nhau, cặp sao Minh Lan chuyện ly hôn tạo nên một bất ngờ lớn như khoảng thời điểm họ công khai kết hôn. Nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng này ly hôn thì không ai biết, nhưng Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa vướng tin đồn ngoại tình sau lưng Triệu Lệ Dĩnh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.